Kính chào quý vị và các bạn. Ngày đầu tuần cả miền Bắc và miền Trung đều nắng nóng. Tại miền Bắc, vùng nắng nóng sẽ tập trung ở khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ, phía Nam Sơn La Hòa Bình có điểm nắng nóng trên 35 độ. Sau đó đến thứ Ba, nền nhiệt tăng lên có nơi trên 36 độ. Miền Trung nền nhiệt ngày mai cũng có xu hướng tăng lên, từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo tình trạng nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới. Vì vậy, quý vị hãy lưu ý khi hoạt động ngoài trời trong thời tiết này để đảm bảo sức khỏe. Hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai nắng cũng diễn ra cả ngày, với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 29 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có nơi nắng nóng 34 đến 35 độ. Mặc dù nắng là hình thái thời tiết chủ đạo ở cả ba miền, tuy nhiên về chiều tối và đêm, nhiều nơi vẫn xuất hiện mưa rào và dông. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có điểm mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, vì vậy quý vị cần lưu ý. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai cụ thể như thế nào sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 70 đến 80%. Khu vực trung du và vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 75 đến 85%. Khu vực thành phố Vinh, ngày nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm từ 70 đến 75%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%. Thông tin thời tiết các khu vực trong cả nước sẽ kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các nhãn hàng TH True Milk, Bắc Á Banh và nước uống thiên nhiên Amezu đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.